Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sửa cái đầu chảo đầu thu vệ tinh nha các bạn. Hiện tượng của cái đầu chảo là khi mình cắm điện nè các bạn. Bây giờ mình cắm điện vào ha. Mình cắm điện vào thì nó có cái đèn đỏ, nó các bạn nó chớp chớp rồi ha, nó không có lên cái đồng hồ luôn các bạn. Đó, nó cứ chớp chớp rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra để mình sửa nha các bạn. Ở đây nó còn tem luôn rồi các bạn nha. Cái đầu này là chưa chưa sửa bao giờ luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra mình sửa nha các bạn. Rồi mình mở ốc xong rồi các bạn, bây giờ mình mở cái nắp ra ha. Thì trong cái đầu chảo này nó cũng đơn giản rồi các bạn, nó có một cái bo xử lý và bo giải mã tín hiệu với bo nguồn thôi các bạn ha. Rồi cái bo nhỏ màu vàng bên đây là bo nguồn rồi các bạn, còn bo màu xanh là bo xử lý và giải mã tín hiệu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nguồn xem nó có đủ không các bạn ha. Nguồn thì cái bo này nó dùng có 2 giây đó các bạn, để mình kiểm tra xem nó bao nhiêu vôn nha. Rồi các bạn bật đồng hồ về thang 50V DC nha. Rồi que đen các bạn kẹp vào mát, que đỏ các bạn đo ngay chân con diode nguồn nắng ra các bạn. Nguồn nó cả nhịp và nhịp và nó rất thấp các bạn nha. Rồi bây giờ mình thử rút cái dây cấp nguồn qua bên cái bo này các bạn. Mình rút cái dây nguồn này ra là để mình khoanh vùng xem nó tại với cái bo giải mã xử lý hay là tại cái bo nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo điện cái nguồn các bạn ha. Lúc này mình rút ra là cái mát nó không có chung nữa rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ kẹp mát vào ngay cái đầu bên đây này các bạn, của cái bo nguồn luôn ha, ngay con ốc đó các bạn, nó bắt vào vỏ máy đó, bên ra đó ha, là mát đó các bạn. Rồi mình đo nó hết kim luôn các bạn, mình bật lên thang 50 ha. Đó, mình đo thì ở bên cái bo nguồn này là còn 12V tốt nha các bạn. Như vậy là cái đầu này là nó dùng 12V đó các bạn nha. Chỉ duy nhất một cái nguồn 12V đó các bạn. Rồi, như vậy là phần nguồn tốt rồi các bạn. Như vậy là hư hỏng nó nằm ở bên cái bo xử lý các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm dây nguồn vào các bạn nha. Cái này nó bị chạm nên nó mới tuột nguồn nha các bạn. Bây giờ đầu tiên mình hướng dẫn các bạn rất là đơn giản nha. Các bạn cắm điện vào các bạn sờ những cái linh kiện nào mà nó nóng là nó bị chạm đó các bạn. Nó nóng khác thường nha, như con này nóng nè các bạn ha. Đó, con này rất là nóng các bạn. Ở cái phần ra này là nó cách ly nha các bạn, thành ra nó không có giật đâu nha. Các bạn đụng vào cái phần nguồn cao bên kia nó mới giật nha. Còn cái phần ra 12V này là nó cách ly rồi các bạn, nó không giật nha. Ở đây là cái cách mình rút kinh nghiệm các bạn, là mình sờ trước các bạn nha. Còn nếu các bạn có đồng hồ các bạn muốn kiểm tra từ từ cũng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng máy khò các bạn. Mình khò nóng mình sẽ lấy con IC này ra ha. Còn nếu các bạn không có máy khò các bạn cũng có thể dùng mỏ hàn. Các bạn chấm chì hai bên rồi các bạn gỡ nó ra nha. Rồi mình đã khò các bạn, gấp con IC bỏ ra rồi ha. Con IC này là con IC bấm mở nguồn 12V cho phần cao áp các bạn và cấp nguồn ra đường dây anten lên cho cái nhị trên cái chảo của các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nha các bạn. Cái con IC đó thì nó chỉ cấp nguồn cho cao áp thôi chứ nó không ảnh hưởng gì tới phần hiển thị và phần xử lý nha các bạn. Đó, nguồn đã lên tốt rồi nè các bạn, đồng hồ đã báo rồi ha. Nhưng mà lúc này là các bạn cắm dây anten vào là không có tín hiệu đâu nha. Tại vì cái phần cấp nguồn cho cao áp và đường dây anten lên cái nhị chảo là nó chưa có nha các bạn. Rồi bây giờ mình đo 12V này xem có đủ chưa nè các bạn. Đó, đã có 12V rồi các bạn ha. Như vậy là nó bị chạm với con IC này nè các bạn. Nó có IC dán này ha. Khi mình rà đài các bạn mình chọn băng tầng giờ thì cái con IC này nó sẽ điều chỉnh điện thế vô cái phần cao tầng này các bạn ha. Ở những cái đầu chảo đời trước đó các bạn, có đời nó dùng con transistor ha, có đời nó dùng con MOSFET nha các bạn, để nó đóng mở ha.
Nhưng ở cái đời mới sau này là nó dùng con IC dán luôn các bạn. Và nguồn nó chỉ dùng nguồn 12V thôi các bạn ha. Ở mấy cái đầu đời cũ trước cái nguồn nó dùng nhiều nguồn lắm các bạn. Nguồn 3V, 3, 5V, rồi 12V, rồi 24V nha các bạn. Nhưng càng hiện đại đời mới thì nó càng đơn giản hơn các bạn nha. Rồi bây giờ mình dùng đồng hồ đo ôm nha các bạn, là đo nguội cho các bạn ha. Các bạn để thang nhân 1 nha. Các bạn chấm từ con diode nắng 12V nè. Các bạn dò lên trên cái chân IC nè. Đó, chân nào lên đó, là chân nó là 12V ha. Rồi trên đây nó có một con diode đó các bạn. Đó, các bạn đo trên đầu diode bên đây nó sẽ ra cái đường anten nha. Con IC này bây giờ mình không có nha các bạn. Mình sẽ nối tiếp qua luôn các bạn để mình sử dụng ha, đỏ nha. Nếu các bạn hàng trực tiếp 12V qua bên con diode là nó dòng qua bên cái dây anten luôn, cấp cho cao tầng luôn các bạn, thì nó chỉ có một mức điện thế đó thôi, thì có thể một số đài không bắt được nha các bạn. Ví dụ như Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2 là không bắt được nha các bạn nha. Mình chỉ dùng coi tạm thôi các bạn, rồi các bạn có điều kiện tìm được con IC thì mình thay vào nha. Rồi bây giờ mình đấu trực tiếp 12V nhảy qua con IC này luôn các bạn, nó sẽ vào cái con diode ngay đầu này nè các bạn nha. Rồi các bạn hàng cái chân điện thế cộng 12V từ bên chân IC bên bên kia các bạn. Rồi các bạn nhảy qua bên chân hàng chân bên này ha, nó vào con diode ha. Đó, các bạn chỉ cần chấm hai cái chân IC đó dính lại với nhau là được. Còn nếu các bạn không rà được thì các bạn có thể dùng cộng dây điện ha. Các bạn chấm mối 12V rồi các bạn hàng vào chân diode đó luôn cũng được nha. Còn ở đây mình rà được cái chân IC đó các bạn, mình sẽ đấu hai chân IC đó chung lại với nhau là nguồn 12V nó sẽ chạy trực tiếp qua luôn. Rồi các bạn cắm điện vào, các bạn đo cái đường dây lên anten này các bạn, nó có 12V là ok rồi các bạn ha. Đó, có điện lên đường dây anten này các bạn. Như vậy là mối 12V cấp cho cái phần cao tầng và dây anten đã có rồi các bạn ha. Và mình câu trực tiếp có một mối một thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm lên màn hình để mình thử nha các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn hàng trực tiếp như vậy thì nó sẽ mất hết đài nha, tại vì nó không có đúng mức điện thế cung cấp á các bạn. Rồi, bước tiếp theo là các bạn vào menu ha, các bạn xóa hết cái chương trình cũ đi ha. Rồi các bạn sẽ rà đài lại nha. Thì nó mới có đài được nha các bạn. Nó mới hiểu là cái mức điện thế bây giờ nó cung cấp và nó rà lại lại các bạn ha. Chứ các bạn mà để y như lúc cũ ban đầu là nó không có đài đâu nha các bạn. Và nó cũng mất hết một số đài không coi được nha các bạn. Vì nó không có thay đổi được cái mức điện để cấp cho cái phần cao tầng đó các bạn nha. Rồi mình rà đài xong rồi nè các bạn. Rồi đã có đài rồi đó các bạn. Ở đây mình cắm lên màn hình máy tính là nó không có tiếng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua những đài khác xem có được không nha các bạn. Xem cũng được nhiều đài lắm các bạn. Nhưng mà Vĩnh Long 1 và Vĩnh Long 2 không có các bạn nha. Ở đây mình chỉ đấu tắt để mình xem tạm thôi nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu muốn xem những cái đài khác thì các bạn có thể mua con IC để các bạn lắp vào ha. Thường thì cái đầu chảo nó bị cái bệnh này các bạn, thường là nó hay bị sét đánh đó các bạn nha. Và video hướng dẫn sửa đầu chảo đầu thu vệ tinh của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.